Hello các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video trân trọng gửi các bác cái máy, cái Masako đồ. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã, đó là cái con bàn cờ các bác nhé. Các bác lên cho em là bàn cờ gỗ, con này thì nó sẽ là bằng gỗ, giá sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là bàn cờ gỗ, giá sẽ là 70.000. Đây nó sẽ là các cái quân cờ như này này, các quân cờ như này, và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng gỗ các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng gỗ cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Chất liệu bằng gỗ như này và có sơn màu nhá. Đường kính của nó thì vào khoảng là 3 cm. Chất liệu bằng gỗ và có sơn màu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai loại quân này, một quân màu đen và một quân màu đỏ nhá. Một quân màu đen, một quân màu đỏ như này. Thì các bác lên xem là quân cờ gỗ nhá. Quân cờ gỗ cái này thì chỉ có quân cờ không thôi. Giá của nó sẽ là 70k cho một bộ quân cờ gỗ như này. 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này, thì bộ này rất là đẹp luôn, rất đẹp các bạn. Đấy, bằng gỗ, dùng nó rất là thích này. Đấy các bác, đóng trong bàn này kêu tanh tách luôn, dùng nó rất là đã nhá. Lên cho em là quân cờ gỗ, giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ như này. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này nhá. Đấy, lên cho em là quân cờ gỗ, giá sẽ là 70k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ thì cái này nó sẽ là hàng đầy đủ cả bàn cờ cả quân luôn. Và cái này thì quân của nó sẽ là cái dòng quân bằng ấy thôi, quân bằng bằng nhựa thôi. Quân của nó thì bằng nhựa và nó sẽ nhỏ hơn. Đường kính của nó thì nó chỉ vào khoảng là 2 cm thôi. Nó vào khoảng 2 cm thôi nhá. Giá thì sẽ là 80.000. 80.000 cho một bộ như này là bao gồm là cả bàn cờ và cả quân luôn. Đường kính thì nó vào khoảng 1,5 cm đến 2 cm và nó bằng nhựa. Đây. Đấy, nó sẽ bằng nhựa và các bác có thể bày biện như này. Cái này thì em cũng không biết chơi cho nên là em không biết bày đâu, em chỉ tượng trưng ở đây thôi. Đấy, tượng trưng ở đây thôi các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là cả quân bằng, cả bàn cờ bằng nhựa như này và cả một cái bàn cờ bằng giấy như này, thì tùy theo về các bác có thể sử dụng. Đấy, là combo cho các bác luôn, cả bàn cờ và cả quân như này nhá. Thì các bác lên cho em là bàn cờ nhá, bàn cờ nhựa. Bàn cờ nhựa giá sẽ là bàn cờ nhựa này thì giá sẽ là 80k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bàn cờ nhựa này. Bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Đây. Đấy, bao gồm cho các bác là combo luôn, combo cho các bác nhá, là cả bàn cờ cả quân luôn. Thì các bác nhận được hàng thì quân nó sẽ nằm trong như này. Đấy, combo như này thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, có thể mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt, đi đâu cũng được, các bác mang theo. Đấy, lúc nào anh em rảnh rỗi thích thì mình lại chơi. Đấy, các bác lên cho em là đó là bàn cờ nhựa nhá. Bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này, 80k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái giá sản phẩm, đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao này. Đấy, đồng hồ thể thao. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao nhá. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi, 80k. Hàng siêu to siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, của thương hiệu Sportwatch các bác này. Sportwatch đồng hồ thể thao nhá. Ở đây thì có cả đèn luôn này, có đèn luôn. Đó các bác thấy không? Đây, có đèn rất là đẹp như này nhá. Và có cả chế độ là các bác điều chỉnh giờ rồi lịch liếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con đồng hồ rất là đẹp như này. Đấy, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn rất là đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80 cành trong con đồng hồ thể thao này thôi. Đấy, rất thảm hố luôn. Con này mà các bác đeo vào thì cực chất luôn nhá, cực chất luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao, đồng hồ thể thao. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. 80.000 nhá, 80.000 cho một em đồng hồ thể thao như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn, giá siêu rẻ luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, các bác lên cho em là cà lê nước nhá, cà lê nước. Con này độ mở của nó sẽ là 68mm. Đấy, mở hết cỡ như này sẽ là ra được 68mm nhá. 68mm thì các bác dùng cái loại ống 6870 là ok nhá. Ống 6870 là ok. Thì đa số là các cái thợ sửa nước các thứ thì cái con ống 6870 này dùng là ok lắm rồi, dùng ok lắm rồi. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 15 cm. Đấy, 15 đến 20 cm. Thì các bác dùng để sử dụng cho các cái hệ thống ống nước các thứ nhà mình, xoáy ống nước các thứ nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55.000. 55k cho một cái bộ cà lê nước như này. Đấy, lên cho em là cà lê nước, giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. Độ mở của nó sẽ là 68mm, tức là từ ống 68 trở về là ok. Mà cơ bản thì nước cũng chỉ sử dụng ống 68 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy hút bụi đại nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút bụi đại này. Đấy, hút bụi đại giá của nó sẽ là 450k. Đấy, hàng to luôn. Hàng này hàng to, hàng khủng luôn. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá. Và con này thì nó là dòng sử dụng điện nhá.
Máy của nó thì dài khoảng gần 40 cm, hàng siêu nặng luôn. Khi các bác tháo ra thì bấm cái lẫy này cho em là cái nó sẽ tuột ra này. Đấy, ấn cái lẫy này cho em là nó sẽ tuột ra. Còn khi các bác lắp thì chỉ cần là ấn vào như này là nó sẽ vào thôi. Các bác ấn vào như này là nó sẽ vào này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy ở đây, các bác đặt vào đây cho em, nhấp là nó sẽ vào. Đấy, nhấp là nó sẽ vào thôi. Các bác nhấp đặt vào này, sau đó thì các bác đây. Nó sẽ có cái lẫy ở dưới này các bác này. Các bác đặt đúng cái lẫy này cho em này. Đấy, đặt đúng vào giữa cái lẫy đỏ này. Sau đó các bác nhấp là nó sẽ vào này. Đấy. Nhấp là cái lẫy này sẽ vào. Đó, và bật lên này. Con này thì dây của nó thì nó sẽ dài khoảng là 2 đến 3 mét nhá. Dây dài khoảng 2 đến 3 mét. Cái này thì em cũng không đo. Nhưng mà dây nó sẽ dài khoảng 2 đến 3 mét. Cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đây, cắm trực tiếp điện 220V, bật lên này. Con này thì hút siêu khỏe luôn đây các bác này. Em sẽ hút thử cái dây bóng cho bác xem này. Đấy bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn. Đó, nó hút khỏe chưa? Đây. Đấy, các bác nghe nó hút này, nó hút này. Đấy. Đấy. Các bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn nhá. Các bác có thể dùng này, mình lắp vào trực tiếp như này. Mình hút bụi này. Hả? Chiều hợp đồng thì các bác này, đấy, hút này. Hút rất khỏe luôn các bác nhá. Hút rất khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn nhá. Đây là một cái đầu này, đấy. Tiếp theo đây một cái đầu nối dài nữa này. Đây một cái đầu nối dài nữa này. Đấy. Một cái đầu nối dài nữa này và rất nhiều đầu khác nữa nhá. Đây. Và đây là cái đầu hút này, đây cái đầu hút này. Các bác có thể lắp trực tiếp vào đây này hoặc là lắp qua những cái đầu này được này. Đấy, lắp qua những cái đầu này. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều đầu kết nối và các bác có thể lắp qua những cái đầu dài này nữa này. Lắp qua những cái đầu dài này nữa. Đó, thì nó rất là nhiều đầu để các bác kết nối thì về nhà các bác vừa đầu nào thì các bác cứ kết nối vào cho em. Về nhà các bác ngâm cứu sau đó thì mình kết nối các cái đầu nguồn này vào cho em. Đây, đấy, đây nó sẽ là cái đầu này các bác này. Đấy, ở cái đầu này. Nói chung là nó nhiều đầu kết nối lắm thì về nhà các bác cứ kết nối vào cho em. Đấy, nó nhiều đầu lắm và nhiều cái phần để các bác có thể kết nối vào được. Đấy. Thì cái này nó cũng là hàng mới. Đây, đấy, kết nối vào đây cho em này. Sau đó thì các bác đã kết nối cái này vào đây này. Đấy. Kết nối cái này vào đây. Đây. Đấy, kết nối cái này vào đây này. Đấy, thấy không? Kết nối vào đây cho em. Đó, để mình sử dụng cái con dài này. Đấy. Sử dụng con dài này ở đây nhá. Con dài này ở đây để các bác sử dụng mình hút thảm này. Rồi các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Hút rất là ok luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Cả cái biển của em nó nhấc lên luôn. Nói chung là con này nhiều đầu, nhiều phụ kiện lắm. Con này hàng to, công suất của nó là 1000W, rất nhiều đầu, nhiều phụ kiện đi kèm. Đây, đấy, các cái phụ kiện đi kèm của nó này. Đấy, và các cái đầu phụ kiện đây, rất nhiều các bác. Đây, cả những cái đầu này nữa này. Đây, những cái đầu phụ kiện này nữa này. Về nhà thì các bác có thể mình tự ngâm cứu rồi mình mày mò mình tự ngâm cứu cho em. Đó, khá là nhiều phụ kiện luôn. Khá nhiều phụ kiện các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Hút bụi đại giá sẽ là 450k. 450.000 nó con hút bụi đại như này. Công suất của nó sẽ là điện 220V, 1000W, cực khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đấy, hút dính tay vào luôn các bác này. Đấy. Rất là khỏe luôn. Khi tháo ra thì mình nhấp cho em cái lẫy này là nó bật ra này. Đấy, và sập vào thì các bác lại ấn là nó sẽ sập vào thôi. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 450k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một sản phẩm đó là cái massage vai gáy nhá. Đấy, cái con này nó sẽ là máy massage vai gáy này. Đấy, máy massage vai gáy đây, rất tiện ích luôn. 320.000 cho con massage vai gáy như này. Đây, đấy, con này thì hàng này nó sẽ là hàng sử dụng pin nhá, sử dụng pin sạc. Đấy, thì nó kèm cho các bác một cái đầu cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái cáp sạc của mình. Đây, đây nó sẽ là một cái đầu kết nối cáp như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Và con này thì nó sử dụng bằng pin nhá, sử dụng bằng pin. Đấy, thì nó sẽ về nhà là các bác chỉ cần bật lên là mình sử dụng thôi. Đây, đấy, nút nguồn này các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn lên này, đây. Các bác bật nguồn lên là nó sẽ co bóp như này, này. Đúng như cái bàn tay luôn. Đó, bác thấy chưa, co bóp như này. Giá chỉ có 320.000 thôi. Massage vai gáy nhá, các bác lên cho em là massage vai gáy 320.000. Đấy, và nó sẽ có pin và có các chế độ như này. Các chế độ như này các bác nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Đấy, tắt nguồn đi, bật lên, đấy. Nó sử dụng bằng pin. Nó như một cái cánh tay nó co bóp luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem. Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Và rất tiện ích cho các bác sử dụng con này. Các bác đeo vào cổ cho em. Đấy, khi làm khi đấy, các bác chỉ cần nhấp nguồn. Khi mà tắt đi thì các bác chỉ cần nhấn nhẹ thôi. Còn khi bật lên thì các bác giữ lì cho em. Bật lên thì giữ lì nhá. Còn khi tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát này là nó sẽ tắt luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Thì em lại lên hình tí cho nó vui. Đây các bác này. Đó. Đây nhá, các bác đeo vào cổ này cho em này. Đấy. Cái này thì em cũng
chưa dùng bao giờ cho nên là cũng không rõ lắm là cái cách thức sử dụng như nào. Đấy, nhưng các bác cứ đeo như này cho em. Sau đó thì nó sẽ có cái nút nguồn. Các bác xem cái nút nguồn ở đâu thì các bác bật lên. Đây, nút nguồn đây. Các bác giữ lì cái nút nguồn này cho em. Đó, bật lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Và các bác cứ giữ cái đai này cho em này. Đấy, nó sẽ đây, nó sẽ chồm vào cổ vai gáy cho các bác này. Con này dùng rất là đã luôn, thì các bác có thể dùng để mình massage cổ vai gáy rất là tiện. À, cũng khá là phê đấy các bạn. Đó, và cái dòng này nó là sạc pin thì các bác có thể ngồi khi làm việc này. Đấy, hoặc là khi mà các bác thư giãn buổi tối này thì rất là tiện luôn. Mà đặc biệt là cái giá của nó lại rất là ưu đãi, chỉ có 320.000 thôi. 320.000 bên em đã bao ship đến tận nhà rồi. Đây em sẽ lên lên mạng để em xem như nào nhá. Các bạn này, đấy, các bạn thấy không? Đây. Hoàn thiện hơn mà giá lại không đổi. Thiết kế của M3 Pro này vẫn giữ nguyên được đến máy massage cổ. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Ông ai là sướng như con mình nhà em. Đấy. Mỗi một lần hàng mà cứ về. Đây, về các bác thắt cái đai này và cho em này giữ như này này. Đấy. Hôm nay thì về tiếp tục một cái lô máy massage cổ vai gáy cho chị em mình. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái đai như này. Cái đai này các bác thắt ngang xuống dưới cho em này. Đấy, còn cái dây to này để các bác đeo này. Nó sẽ hoạt động trên cơ chế là bàn tay. Đấy, và nó sẽ có cái chức năng là xoa bóp cổ vai gáy chân tay. Đấy, rất tiện ích luôn các bác nhá. Các bác có thể dùng để nằm hoặc là mình nằm hoặc là mình đứng cũng được. Nó rất tiện luôn. Chuyên massage cổ vai gáy cho các bác nhá. 320.000 con này cực khủng luôn. Cực khủng, dùng cực kỳ ngon luôn. Đây nhá, con này chất liệu của nó bằng da này, rất xịn sò luôn các bạn. Hàng của nó cực kỳ chất lượng luôn. Hàng chất lượng giá hợp lý các bạn. Đây các bạn này, đấy. Các bạn thấy không? Đây. Cái thân cái tay của nó này, cái tay của nó sẽ bóp trực tiếp là xuống cái vai này, hai cái tay nó bóp cái vai này. Còn hai cái tay to này thì nó sẽ là các cái viên bi này. Các cái viên bi nó sẽ bóp vào gáy cổ cho các bác này. Đấy, và cái đai này thì các bác đeo vòng ra đằng sau lưng. Còn nếu các bác muốn tăng cái độ mạnh lên, quay mình trước. Đấy, các bác muốn tăng cái độ mạnh lên thì hai tay của các bác cầm, các bác kéo cái này xuống này. Đấy, các bác kéo cái này xuống. Đó. Để mà tăng cái độ chặt lên nhá, tăng cái độ bóp mạnh lên. Đấy, thì các bác muốn bóp mạnh thì các bác tăng cái độ bóp mạnh lên. Đây, hai cái viên bi của nó này, những cái viên bi của nó sẽ tì vào cổ vai gáy như này. Quay đằng sau. Đấy, và đây là cái tay của nó này, nó sẽ tì ở đằng sau vai này. Đấy, và đây là cái dây đai nhá. Thì các bác đeo đúng như này cho em, đeo đúng như này cho em. Đó. Thì con này bóp rất là phê luôn. Sướng không em? Đấy, và đây nó sẽ có các chế độ này. Chế độ lên theo kiểu là trên lên xuống này, chế độ xoay vòng tròn này, đấy, và chế độ đấm bi này. Và đây là cái nút nguồn này. Nguồn thì các bác chỉ cần tắt một lần là nó sẽ tắt luôn. Còn khi bật thì các bác giữ lì này cho em. Bật thì giữ lì là lên đèn là hoạt động này. Đấy, còn tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát là tắt. Rồi, ok các bác. Đó. Lên cho em đó là máy massage vai gáy nhá, 320.000. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này. Ống nhòm 3D. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này. Đẩy lên được như này. Và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ về nhà. Các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá. Thiết kế khá là ngầu đấy các bác. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhá. Lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 một chiếc nhá. 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này. Cái chân của nó về nhà các bác sập vào đây cho em này. Đấy, sập vào đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập vào đây cho em. Đây, chân sập vào đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để các bác sử dụng này. Đây, cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này. Và chân USB. Chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì
Con này khá là to đấy, thì các bác có thể để decor trang trí này, decor trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23 cm nhá và chiều cao tổng thể của nó là 10 cm. Đấy, 23 10. Đấy, chiều cao là 10 cm và chiều dài là 23 cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hiện giờ hiện dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED. Đồng hồ LED mới này, đồng hồ LED mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ LED mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Còn đây là cái mẫu đồng hồ LED cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ LED cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây, cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn, nó hàm hố hơn. Đấy, thì mẫu lên cho em là đồng hồ LED cũ nhá. Đồng hồ LED cũ giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu LED mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ LED mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn, cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn thì các bác có thể lấy mẫu cũ, lấy mẫu mới thì đồng hồ LED mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này, về nhà các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản ở đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết. Thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này. XL là xanh lam này, có phải không? XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy, có hai màu. Màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây, các bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy. Cái này của nó khá là dày luôn nhá và có điều chỉnh sáng tối nhá. Có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy. Có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone, hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là, đây, hàng của thương hiệu iPhone các bạn, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bạn này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá. Đây, California các bạn này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn, made in Japan. Đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang như này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây.
Giá của nó sẽ là 150k nhé. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhé, 150k này. Tai nghe iPhone không dây 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó, đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc. Đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi. Và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các cái tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Socani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Socani, giá bao nhiêu nhỉ? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này. 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh, cối bằng thủy tinh cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy. Con cối khổng lồ đây. Đấy. Một cối một thân máy như này, một cối một thân máy như này các bác này. Đấy. Một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhá, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con này đều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bác. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhé. Đây các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhé. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn các bác theo. Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bạn. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bạn này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này
Con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây, các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con là điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngước nào cũng được, sập ngước nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây. 1000W này, 28 sen, điện 220V. Công suất 1000W. Cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán, bên em bán cả 1000 con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000, con này khá tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu sắc màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên. Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhá. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em này. Đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá, 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có tráng men pha lê, men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc giá sẽ là 95k nhá, 95k cho một bộ như này. Giá siêu rẻ luôn, siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đấy, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm, các bác dùng thì vô sự tư thoải mái luôn, không bao giờ lo bị gọi là không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này. Lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc các bác lên cho em là thuốc kiến gián nhá, thuốc kiến gián. Đấy, thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là bên shop bán cho bác combo là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, bên em bán từ ba lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián, giá sẽ là 20.000 cho ba lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ. Đấy, tức là 30.000, nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho ba lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho ba lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhá. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho ba lọ thuốc kiến gián như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây. Đấy. Các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến có gián nó trú ẩn nhá, là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho ba lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái
máy à cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, đèn trợ sáng dành cho xe máy này. Đấy, xe máy xe đạp điện đều lắp lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000K này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá. Có cả phần đai để các bác bắt vít này, ốc vít cái thứ đầy đủ nhá. Combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp, xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn ắp quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn ắp quy cho em. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Đây. Đấy, pha của nó rất là rọi thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok, lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy, thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây và là mình bấm là xong. Đó. Lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này thì rất là tiện để cho các bác mình về mình sử dụng trong các cái hoạt động, ví dụ như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt cái này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần các loại quần áo, quần bò, quần miếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40k trong cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây, nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên. Mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này, thì các bác có thể để chồng lên 5-10 khay một lúc được. Đấy, trồng lên 50 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây, em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm, em bỏ trong tủ như em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn này. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn. Người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đấy các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời. Và nó rất là tiện, anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa anh em ơi? Đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Đấy, chỉ cần đẩy cái này lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Đây. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em có bác mua hàng cho 15.000 chiếc mua 5 tặng 1 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xi giày, thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày. Có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm mới lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40k cho một 40k cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này. Sau đó thì các bác đánh lên giày như này. Sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhé. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40k trên một lọ nhé. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40k trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quẹt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá, 40k trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái máy chuyên đuổi
chuột nhá, máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián, nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k thôi. Hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá, 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bạn này. Là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin chào quý đấy, anh chị. Giá thì chỉ có 35k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa các bác này. Bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nha, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa. Đấy, vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ ở đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok. Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195k nhá, 195k. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195 cành cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây, đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đây, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy, hàng bên em thanh lý siêu thị nhé, hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này, đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá, mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó, và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này, đấy, đây cái cơ của nó đây, đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó, con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá, đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhá. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy. Hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã thì các bác muốn lấy cái mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450k nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Con đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là
Một con như này giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53 giá sẽ là 450.000 các nhá, 450.000. Đó thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá, mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5K một chiếc nhá. 5K trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Đây mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB đấy. Đèn USB giá sẽ là 5K một cái nhá. 5K cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5K một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Nên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi, và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ. Chổi cọ rỉ này, đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ, đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoong đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này, lớp thép như này. Thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này. Đấy, nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xoong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xoong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xoong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Nên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này, giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây. Hình con này hình như là nó là con sư tử các bác này. Đấy, đây. Đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, giá sẽ là 35k nhá, giúp cho các bác đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy, cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây, các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây.
có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V, giá 100k nhá, 100k, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy, chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã cho em là bộ rổ vuông giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ các nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim nó biết vào cho em là xong. Đó. Lắp kim nó biết xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Đây mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá. Máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đấy, đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này. Đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh. Giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này thôi. Đấy, có nắp đậy nhá. Nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách ra cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một ô như này, dung tích của nó là 2.8L nhá. 2.8L. Đấy. Rất tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngăn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngăn và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ nhá. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy, bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có con thì nó dập vân như này. Chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy, thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là các cái dạng đầu như này. Các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy, rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Đây. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá.
Về nhà các bác cứ đốt thoải mái chưa? Đốt thoải mái chưa? Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái chưa? Cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy, mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này, à một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy, nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó. Da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý, giá của nó sẽ là 40k một chiếc. 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này, bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy, 100k nhá. Đấy, 100.000. 100.000 cho một combo như này, bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy, ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá. Combo hai ví 70.000. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100k. Đấy, 100.000. 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị. Giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhé. Đấy, ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy. Cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5 cm này. Cái này sẽ là 30k trong cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt nghéo điều chỉnh được này, ngoắt nghéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn.
Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, xong đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt nghéo như này thì rất là tiện này, để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở đây. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập các nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây. Pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000, có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì giày dàn di thì bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Đó. Hôm trước thì em về hàng thì hết, hôm nay thì lại tiếp tục về. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 100 Các bác lên cho em là giày dàn di, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lấy lùi cho em một số nhá. Đấy. Kích thước của em cỡ thì em sẽ có là từ 39 đến 42 nhá. 39 đến 42 thì các bác cứ lấy lùi cho em một số. Ví dụ chân các bác là 39 thì các bác đặt cho em là 38 nhá. Tại vì cái này nó là hàng quốc tế. Hàng quốc tế cho nên nó hơi to một chút, cho nên là các bác lấy lùi cho em một số đây. Ví dụ như cỡ này là cỡ 42 này. Đấy. 42 chân em là 42 thì em đi nó sẽ là hơi rộng, cho nên các bác cứ lấy cho em là 39 là ok. 41 là ok nhá. Đấy, các bác cứ lấy cho em 41 là ok, thì là nói chung là khi các bác đặt hàng thì các bác cứ đặt lùi cho em một số nhá, đặt lùi cho em một số. Ngoài ra thì bên em cũng có tư vấn cho các bác, nên các bác yên tâm. Chất liệu của nó thì cái đế này của nó là cao su non nhá, cao su non cho nên là các bác đi cực kỳ là mềm luôn và rất là bám này, rất là bám nhá. Và đây thì nó sẽ là dạng là vải dù quân đội như này. Vải dù quân đội như này thì dùng nó rất là thích nhá. Đấy. Và cái mặt ngoài này thì nó sẽ là hàng có chống nước nhá. Vải dù quân đội có chống nước nên các bác dùng yên tâm, không lo bị ướt đâu. Đó. Và cái giá thì rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di 140.000 cho một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái mã đồng hồ nhá. Mã đồng hồ thì bên em về nó sẽ có cho các bác là đây. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả này. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có, mẫu này thì sẽ không có hộp nhá, không có hộp, còn 2 mẫu là có hộp này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là đồng hồ cơ hết nhá, đều là đồng hồ cơ hết. Hàng thì cực kỳ là ngon luôn. Ban đầu về thì các bác đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy nhá. Đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy. Đấy, nó là dòng cơ. Cho nên là các bác phải đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy các bác nhá. Đó. Thì cơ nó phải hoạt động thì nó mới bắt đầu chạy.
Giá thì con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ mã 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, đồng hồ cơ 66 này. Giá sẽ là 400k đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn, nó là hàng cơ nhá, hàng cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cái ba lăng của nó đang chạy các bác này. Đấy. Con này thì 100% là lộ cơ luôn, rất đẹp các bác này. Đấy. Lên cho em là cơ 66. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan đàng hoàng này. Đây. Made in Japan nhá. Hàng của Nhật cho các bác luôn, made in Japan luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cơ 66 nhá. Giá của nó sẽ là cơ 66 này, đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đấy. Đồng hồ cơ này 66 nhá, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho con đồng hồ cơ 66 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây, cơ nó đang đánh nha. Con này thì giá chỉ có 400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 400.000 nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con đồng hồ cơ 53 này. Đấy, con này thì công ty của nó thì từ năm 1953 luôn, cũng là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53. Con này thì giá sẽ là 450.000. 450.000 cho một con đồng hồ cơ 53 như này. Con này thì sẽ có hộp nhá. Con đồng hồ cơ 53 này sẽ có hộp này. Đấy, còn con cơ 66 này thì không có hộp nhá. Cơ 66 này không có hộp. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã. Đấy. Đồng hồ cơ La Mã, con này thì nó chạy bằng số La Mã như này. Đấy, chạy bằng số La Mã như này các bác này. À, nó dùng bằng số La Mã này. Đấy, mặt của nó là mặt số La Mã như này. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000 nhá. Đấy, lên cho em là cơ La Mã này, cơ La Mã. Giá sẽ là 470.000. Đấy, tức là bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả nhá. Có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả cho anh em và các bác lựa chọn này. 3 mẫu đồng hồ cơ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 này. Đấy, cơ. Đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ. Đây, con này thì sẽ là cơ 66 này. Đấy, đồng hồ. Đây. Đây đúng rồi. Con này thì sẽ là đồng hồ cơ 66 nhá, cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400.000. Đồng hồ cơ 66 con này là 400.000 này. Đấy, con này thì đồng hồ cơ 53 này, đồng hồ cơ 53. Con này là 450.000. Đấy. Và con này nó sẽ là đồng hồ cơ La Mã này, đồng hồ cơ La Mã nó là số La Mã như này. Đó, số La Mã như này. Và 470.000. Đấy, thì bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline ở trên tấm biển đỏ của bên em. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 3 mẫu đồng hồ cơ cho anh em các bác lựa chọn nhá. Đấy, cơ 53, đấy, cơ 66 và cơ La Mã. Đấy, cơ La Mã. Đấy. Con cơ 53 này thì màu bạc này, còn hai con này đều là màu vàng. Nói chung là hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất luôn. Hàng của Nhật nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp như này có hẳn khăn lau khăn liếc cho các bác đàng hoàng. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này của nó thì chất thì khỏi phải bàn này các bác. Chất thì khỏi là bàn rồi. Đấy. Và hàng nó sẽ là hàng đổi màu như này các bác nhé, hàng đổi màu. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác đi vào giày dâm thì nó sẽ tự sáng và đi giày nắng thì nó sẽ đổi màu cho các bác nhá. Thì mình đeo nó rất là thích các bác. Đấy. Rất là chất luôn. Đó. Giày dâm giày sáng đeo đều ok hết nhá, đều ok hết. Chất của kính thì khỏi phải bàn này các bác nhá. Chất của kính thì khỏi phải bàn rồi. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Hàng cực kỳ chất cho các bác luôn, hàng rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính đổi màu như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con kính đổi màu như này. Con này thì rất chất lượng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ còn cho các bác là 100.000 thôi. Có hộp hiếc đàng hoàng và có cả khăn lau khăn liếc đàng hoàng nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vỉ kim khâu này. Đấy, kim này nó sẽ là dòng kim thông minh. Khi các bác sử dụng thì không cần phải xỏ kim như bình thường. Đấy, lên cho em là kim vàng nhá, kim vàng. Đấy, lớn bé dài ngắn đủ cả 2, 4, 6, 8, 10. Một vỉ này 12 cái, một vỉ này 12 cái. Rất là ngon luôn, khi các bác sử dụng thì đấy, đấy, em mô phỏng đây nó sẽ là cái sợi chỉ nhá. Đấy, đây là một cái sợi chỉ rất là to như này này. Khi các bác dùng thì các bác chỉ cần kéo như này là nó sẽ vào này. Đấy, các bác kéo qua kéo lại này cho em là nó sẽ vào thôi. Đấy, các bác đẩy này em sẽ vào. Đây các bác này, đấy.
cả một cái dây cước to như này em kéo nó cũng vào luôn này. Đấy các bác theo đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mà nó có sẵn đầu móc luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cái đầu móc khuyết ở đây này. Có cái đầu móc khuyết ở đây các bác này. Đó các bác thấy không, có đầu móc khuyết đây. Thì khi các bác sử dụng là các bác chỉ cần đặt vào là xong. Đấy, mình không cần phải xỏ. Đặc biệt là với người già thì xỏ nó rất là khó. Đấy, thì lên mã cho em là vỉ kim vàng nhá. Kim vàng giá sẽ là 15.000 cho một vỉ kim vàng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá. Kim vàng, kim vàng này, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng này, 12 chiếc. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp. Con này thì nó sẽ có cái phần này nó có thể gấp gọn vào được như này. Công suất của nó sẽ là 10A 250V và 2500W. Con này mắc của nó là 2500W, cực kỳ lớn luôn. Thì nó rất là tiện ích khi mà các bác dùng thì mình sẽ cắm vào, sau đó thì mình có thể là gấp gọn vào như này. Đấy, thì các bác ví dụ như là kê vào các cái vị trí như là bàn ghế này hoặc là các cái vị trí khác thì các bác có thể cắm vào này. Đấy, cắm vào cho em. Cắm vào như này. Đấy, cắm vào như này thì các bác gấp gọn mà được, nó rất là gọn nhá. Và nó thì một ổ này của nó sẽ có là 3 chân này, 1 2 3, 3 chân. Đấy, các phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. 3 chân kết nối đều bằng đồng hết thì con này dùng rất là tiện này các bác này. Đấy. Và giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Đây, ví dụ các bác muốn tăng ổ lên nhá. Các bác muốn tăng ổ lên cho em này. Đấy. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ví dụ các bác muốn tăng ổ lên thì các bác có thể cắm vào như này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Thì 123 này. Đấy, 123 tức là các bác sẽ có 6 ổ này và các bác có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể điều chỉnh như này. Đấy. Có thể gập lên gập xuống tùy theo. Đấy, mình để mình sử dụng nhá. Và cắm được rất nhiều ổ luôn. Đó. Còn bình thường thì các bác cứ dùng một ổ một cho em, một ổ một cho em. Thì mình dùng nó rất là tiện. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá, ổ điện gấp. Con này thì bên em bán giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá này là giá thanh lý rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là ổ điện gấp này, ổ điện gấp. Ổ điện gấp giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một cái như này luôn. 15.000 cho một cái như này và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 50k, à 3 cái là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, giá rất rẻ luôn. 40.000 cho 3 chiếc và các bác mua một chiếc thì sẽ là 15k nhá. Đấy, ổ điện gấp 15.000 một chiếc như này và giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc ổ điện gấp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt này. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật này con này. Đấy, thép SK5 nhá, thép SK5 sáng bóng, hàng made in Japan. Đấy, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship nhá. 230k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này. Con này hàng 1 cân nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là đã luôn. Hàng của nó là nặng tới 1 cân luôn. Đấy. Dày của nó vào khoảng 5-7 ly. Đấy, hàng liền thân như này. Chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao Thái Vân gỗ nhá. Đây. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi. Hàng made in Japan, chiều dài của nó là 30cm, đúc liền thân khâu đầu khâu đuôi như này. Lên cho em là dao Thái Vân gỗ, hàng siêu bén luôn. Đây. Đấy, dọc cả dây bóng như này là các bác biết độ bén của dao rồi. Dọc cả dây bóng này là khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Riêng dây bóng mà đã dọc được như này thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, dọc dây bóng các bác này. Đấy. Dọc dây bóng thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Dao siêu bén luôn. Đây các bác này, dao rất bén luôn. Hàng thì siêu sắc bén nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Vân gỗ nhá. Đấy, dao Thái Vân gỗ. Dao Thái Vân gỗ này. Đấy. Dao Thái Vân gỗ. Thái Vân gỗ. Giá sẽ là 120k. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 200.000 và bao ship cho bác cho một con đồng hồ hộp đen như này. 200k bao ship. Có kèm sẵn cho các bác là một cái vít và một viên pin luôn. Kèm sẵn một vít, một pin. Đấy, về nhà các bác dùng hết pin thì thay tháo pin cho em. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng chạy pin nhá. Hàng chạy pin. Đấy, con này hàng chạy pin. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ hộp đen như này. Đấy, màu thì sẽ là màu vàng mà em lên nó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Đó, rất đẹp luôn. Có lịch liếc đàng hoàng nhá. Có lịch liếc đàng hoàng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. 200.000 và bao ship cho một con đồng hồ hộp đen như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, thép mạ vàng 18 carat không gì nhá. Thép mạ vàng 18 carat không gì. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá đây, đồng hồ hộp đen này. Đồng hồ hộp đen 200.000. 200.000 cho con đồng hồ hộp đen như này.
Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái con đồng hồ, đó là con đồng hồ thể thao nhá. Đấy, con đồng hồ thể thao như này. Con này thì nó sẽ là cực kỳ chất thể thao luôn con này. Cực kỳ chất thể thao luôn. Đó, có đèn sáng này, có đèn sáng các bác này. Đấy, đeo vào cực kỳ hàm hố luôn. Rất đẹp các bác này, đeo vào rất đẹp luôn. Sportwatch này, đồng hồ thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bác lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao giá sẽ là 80k thôi. Giá siêu rẻ luôn, không ngờ một con đồng hồ đẹp như này. Đấy, 80.000. Đấy, một con đồng hồ đẹp chất lượng hàm hố như này nhá, mà giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ hàm hố luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con chim này. Đấy, con chim thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, nó sẽ là dòng một con này. Đấy, nó sẽ là dòng một con như này. Và nó sẽ có cho các bác là dòng một con nhá. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là dòng một con và có sẵn cho các bác là cả dòng hai con luôn. Đấy, các bác không dùng thì các bác tắt pin đi cho em. Đấy, bật lên này, rất là tiện luôn. Đó, chim hót. Con này thì nó đang bị yếu pin nhá. Đang bị yếu pin rồi các bác này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là dòng hai con như này. Con hai con này thì đấy, tất cả nó đều lúc lắc được như này hết nhá. Đấy, lúc lắc được như này hết này. Đấy, lúc lắc như này hết nhá. Đấy. Các bác cứ động như này là nó sẽ dục chuyển và nó sẽ hót này, rất là hay luôn. Đấy, cái hộp này thì các bác có thể đựng tăm và bỏ thêm cả tăm vào đây nhá. Hộp đựng tăm này rất là tiện luôn, các bác có thể để trên bàn, vừa trang trí vừa đựng tăm này, vừa làm vừa là đựng tăm vừa là nghe chim hót luôn, rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chim 1 và chim 2 nhá. Chim 2 giá sẽ là 220.000 và bao ship, còn chim 1 thì sẽ là 150.000. Đấy, cái hai con này sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Đó, còn con một con thì giá của nó sẽ là con một con này thì giá của nó sẽ là 150.000 các bác nhá. 150.000. Đấy. Con này nó đang bị yếu pin rồi. Đấy, còn các bác về các bác lắp pin và là nó sẽ lại chuyển động như bình thường các bác nhá. Đấy, con này nó đang bị yếu pin. Đấy. Rồi ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bán như biển luôn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vợt cầu lông cũng nha, vợt cầu lông này. Đấy. Cái này thì nó có túi đựng đàng hoàng, một đôi. Đấy, một bộ này sẽ là một đôi và có kèm cho các bác là một cái hộp mà cầu như này. Đấy, một hộp cầu này thì nó sẽ là ba trái nhá, ba quả như này. Đấy, một hộp của nó sẽ là ba quả. Đây. Hộp này của nó là ba quả các bác nhá. Đấy thì sẽ kèm cho các bác là một hộp này bao gồm ba quả cầu và hai cái vợt. Hàng thì của thương hiệu đây các bác này. Đấy. Ketsika của Nhật các bác nhá. Ketsika của Nhật các bác. Đấy. Ketsika của Nhật, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Thân của nó là thân thép nhá, lưới cước cực kỳ căng các bác này. Đấy. Thân thép lưới cước cực kỳ là căng luôn. Con này dùng thì rất là sướng các bác, rất là sướng luôn. Đấy bác theo. Lên mã giúp cho anh em đó là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. Đấy, một đôi như này kèm thêm cho các bác là một cái hộp cầu bao gồm ba quả như này. Vợt này thì nó sẽ là vợt của Nhật và dòng này thì cũng tương đối là chất lượng. Các bác có thể dùng để cho các em nó đánh ở nhà này hoặc là mang đi học, hoặc các bác có thể chơi thể dục thể thao rất là ok. Nếu một đôi vợt này mà các bác ra cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng 250.000 nhá, 250.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên Phạm Huấn gửi tới các bác giá chỉ có 120.000 thôi, 120k. Các bác lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông, giá chỉ có 120k thôi. 120.000 cho một cái bộ vợt cầu lông như này, giá rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái rổ vo gạo nhá. Đây, đấy. Thì lên mã cho em là rổ vo gạo, con này thì rất là tiện. Thì các bác có thể đong trực tiếp gạo vào đây này. Sau đó thì các bác đưa vào các bác bóp vệ sinh. Sau đó thì các bác chỉ cần gạn đi là ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này. Có cái phần lưới như này các bác nhá. Đấy, có phần lưới như này là nó sẽ gạn hết cho các bác các cái nước chảy đi. Các cái nước rồi các cái phần đầu chấu nó sẽ chảy đi và gạo nó sẽ đọng lại. Thì các bác không bị rơi mất một hạt gạo nào, vừa lãng phí vừa bảo vệ môi trường các bác nhá. Các bác chỉ cần gạn đi này là xong. Sau đó thì các bác đổ vào trong nồi để mình nấu. Thường thì các bác hay vo trực tiếp vào trong nồi thì nó rất là mất vệ sinh. Đấy, nhưng mà mình dùng qua cái giá này thì rất là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá vo gạo nhá. Con này thì các bác lên cho em là giá vo gạo nhá. Giá vo gạo này. Giá vo gạo.
vo gạo giá sẽ là 15k đấy, 15.000 cho cái giá vo gạo này thôi, rất tiện dụng con này đấy. Chất liệu của nó là bằng nhựa mềm nhá, đấy, nhựa mềm dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì tìm cái này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái chổi lăn bụi nhá. Chổi lăn bụi thì con này rất là tiện ích này, về nhà các bác bóc cái giấy này ra cho em này, sau đó thì các bác bóc ra như này. Đấy, bóc ra như này thì mình dùng vòng nào là bóc ra vòng đấy. Đây nó có từng vòng một đây. Đấy, bóc ra hết vòng này. Sau đó thì cái bề mặt nào bị bụi các bác lăn vào cho em này. Đây nhá. Ví dụ như em lăn cái thảm này, các bác cảm nhận đây nó trắng tinh như này mà em lăn bụi nó dính vào này. Đấy. Lăn xong thì các bác chỉ cần bóc đi là xong. Đây. Con này dùng rất là sướng luôn. Đấy, đây em đang lăn nhá. Đây em đang lăn này. Đây, các bác thấy chưa? Đây. Bụi này. Thì các bác có thể dùng cho thảm này, bàn ghế này, đồ dùng này, tiện ích chưa? Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Này. Sau đó thì các bác chỉ cần là bóc bỏ đi. Đấy, các bác xong thì các bác lại bóc bỏ cái lớp này đi và các bác lại dùng lại đây, bóc đi như này này. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này, từ từ đã. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Đấy, thấy chưa? Sau đó thì các bác lại khi nào mình sử dụng thì mình hãng bóc nhá. Khi nào mình lăn mình sử dụng thì mình hãng bóc. Đấy, thì các bác muốn lăn trên bề mặt này, chăn chiếu này, đấy, chăn chiếu này, chăn ga gối đệm này, đấy. Các bác cứ lăn vào này chưa? Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Thì con này dùng rất là sướng luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con lăn như này và có kèm thêm hai cái miếng lăn này nữa. Tổng như vậy là khi các bác nhận hàng nó sẽ là 3 miếng như này nhá. 3 miếng như này. Đấy, lên cho em là con lăn bụi nhá. Các bác lên cho em là con lăn bụi này. Đấy, con lăn bụi. Giá sẽ là 25k cho một bộ như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một miếng có lắp sẵn vào luôn và kèm thêm cho các bác là 3 miếng như này. Đấy. Mỗi cái này là đi chiều ngang của nó là 10cm và hình như đây nó được là 60 miếng. Đấy, nó được là 60 miếng như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng được 60 lần. Mỗi con lăn này là các bác dùng được 60 lần như này. Thì cũng rất là tiện ích và rất là tốt luôn này các bác này. Đấy, con này dùng đã lắm đấy. Này là rất là thực tế luôn nhá. Bụi bặm các thứ, bụi mịn biếc là nó quấn hết vào đây luôn. Con lăn bụi 25k. Đặt. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị... Long Ben Hắc Lào nhá, Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ chuyên trị hong Long Ben Hắc Lào nấm nghía tổ nấm ngứa tổ đỉa các nhá. Đấy, nấm nghía tổ đỉa. Thì con này nó theo là thuộc dạng kem bôi vào nó rất là mát và rất là dễ chịu và các bác cứ trị cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 típ như này là sẽ khỏi hết luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là Long Ben Hắc Lào giá sẽ là 25k cho một típ như này. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Đấy. Dây tắm này đang bán bao nhiêu đây? 15k cho một con dây tắm như này nhá. Giá xả cho các bác cực kỳ ưu đãi luôn. 15.000 cho một cái dây tắm như này. Các bác có thể mua đủ màu để mình dùng trong nhà mình luôn, mỗi người một màu nhá. Đấy, mua đủ màu cho em. Đấy, 45 60 nhà 4 người thì mua cho em 4 cái. 45 60. Đấy, mỗi người một màu. Đấy, bên em có đủ màu cho các bác luôn. Đấy, đủ màu như này, 45 60. 15.000 cho một cái dây tắm như này nhá, 15k. Chất liệu của nó thì bằng silicone mềm, có co giãn này, có co giãn như này. Một mặt là bằng chấm chấm như này và một mặt là bằng bông, bằng cái đầu lồi hẳn như này. Các khi các bác tắm thì mình kỳ cọ massage nó rất là thích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bạn này. Dây tắm trà lưng silicone hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất, thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, kỳ cọ lưng này, chân tay này, đấy, con này nói chung là tuyệt vời lắm. Các bác dùng rất là tiện bằng silicone mềm nhanh khô. Thứ bạn đang muốn tìm một dụng cụ có thể tắm sạch toàn thân, vậy thì đây chính là thứ bạn muốn tìm. Dây tắm trà lưng silicone hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất, thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đó, rất ok các bác nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là khăn lau bếp à, khăn lau dầu mỡ các bác nhá. Đấy, một cái túi khăn lau dầu mỡ như này, 80 chiếc cho một bịch như này và giá thì sẽ là 25k nhá. Cái này của nó thì dòng này của nó thì nó rất là tiện ích này, có tới 80 cái luôn nhá, 80 cái như này con này, 80 chiếc như này. Đấy, ví dụ như bàn bếp này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái khu vực nào mà bị bám bẩn, bám dầu mỡ trên tường dùng nó rất là tiện các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn, sẵn xà bông và chất tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ cần là đưa vào là mình kỳ đi như này thì em là xong. Đấy, vệ sinh như này là cho em là xong nhá. Đây, đấy, ví dụ như cái phần tường gạch men này nhà em đang bẩn này, các bác đưa vào mình lau này. Đấy, các bác thấy chưa?
Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi, nếu các bác lau bằng vải thường thì nó sẽ không sạch nhá. Đây. Đấy, những vết bám như này mà em lau cái là nó sạch luôn các bác này. Đấy. Lau cái sạch bóng luôn nhá. Đó, thì các bác cứ lau trực tiếp này cho em. Đấy, lau trực tiếp này trên bề mặt. Những cái vết bám nào mà bám lâu ấy, thì các bác cứ lau qua xong là các bác lau lại một lần nữa cho em là nó sẽ tẩy đi hết luôn. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, sạch bóng luôn nhá. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lau dầu, lau mỡ, lau các vết bám bẩn này, vết bụi này trên các cái thiết bị này qua. Đấy, lau phát sạch luôn các bác thấy chưa? Đấy. Rất tiện ích nhá. Đây. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào này và lau sạch luôn các bác. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Rất sạch luôn nhá. Đấy thì con này nói chung là rất là tiện ích. Đấy, nó có chất tẩy rửa tạo cho thiết bị đồ đoàn của mình nó bóng đẹp. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau dầu mỡ nhá. Đấy. Khăn lau dầu mỡ giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này của nó thì sẽ là 50.000 một bịch 10 chiếc nhá. Đấy, 50k. 50k trên một bịch 10 chiếc, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k trên 10 cái nhá. 50k 10 cái này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông tự nhiên, thấm hút nước tốt và kích thước của nó là 30 x 50, một chiều ngang là 30 và chiều dài là 50. Đây. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này hoặc là dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà các bác thi thoảng có khách có khứa thì các bác cứ phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích và nó sạch sẽ và nó cá nhân, nó không dùng chung đụng nó phức tạp. Giá thì chỉ có 20.000 cho 3 chiếc và mua cả bịch như này thì cả bịch này chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 cái như này nhá. Đấy, một bịch này là 10 cái 50.000. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Thì các bác lên cho em là keo 10. Đấy, keo 10. Bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi. Đấy, bản của nó là 10 sen nhá. 10 sen. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một quận keo 10 như này. Các bác chuyên dùng để dán tôn này, dán lên tường này hoặc các cái bề mặt khác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng cao su non và giấy bạc nhá. Đây các bác này, đấy dán vào này lô keo này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, dính rất là tốt nhá. Đây các bác nhá. Dùng rất là tiện luôn đây các bác này. Đấy, đây ví dụ test luôn nhá, cái ống nước bị thủng nhá. Bóc ra này. Dán phát được luôn các bác thấy chưa? Đó. Đấy. Các bác có thể dán lên các bề mặt như là bê tông này, tôn này hoặc là các cái bề mặt bị nứt nhá. Đấy, thấy chưa? Rất tiện ích luôn nhá. Các bác nào mà dùng mà trời bị mưa nồm như này, mưa rào như này thì các bác các cái mái tôn, mái ngói các bác dán hết vào cho em. Rất tiện ích luôn, giá chỉ có 40k thôi. Một quận bản là 10 sen và chiều dài khoảng 5 m rồi ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp. Và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý có một bộ thôi. Một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bạn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán. Chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật rất là chất lượng các bạn này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này. Một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn. Rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bạn nhá. Đấy. Rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá, có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá, một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này. Và một cái nồi như này nhá, một cái nồi như này. Đó. Thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác, giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 5-700.000 rồi, 5-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bác, đẹp, mới, sáng bóng nhá.
Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực, tráng đá chống dính. Vung quai các thứ. Đây, đấy vung quai các thứ này. Làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá. Bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi. 500.000 bao ship. Đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô. Đây, đấy. Thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi. Đợt này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy. Đây, các bác này, đó. Hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây. Các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra. Đó, nó là cái dòng sáp khô, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này, đây. Đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa? Đó. Các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này. Sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy? Cái tên nó là gì? Các bác lên cho em là bình 3 nhá. 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình. Cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500ml nhá, 700ml các bạn. Đấy, và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể xoáy ra trực tiếp này. Đó, inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, giữ nóng giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là tổng là 3 cái cốc nhá. 3 cái cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn. Rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình 3 như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học đi chơi đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình 3. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho cái bộ bình 3 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đây, một con bình voi như này các bác này. Đấy, một con bình voi như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy. Phần cao su non, và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Sạc nhanh sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô.
Đấy, vỏ ô tô đấy để nó tạo độ sáng bóng độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này, đấy các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp. Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em. Sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong rồi. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn đấy các bác theo. Đấy, nó vá này soát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này. 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ, hàng của thương hiệu Panasonic nhá, hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực, hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn nhá, đồng đỏ au luôn. Rất ngon lành cho bác luôn, hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi, các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá. Giá sẽ là 390.000. 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2200W nhá. 2200W đây. Đấy. 2200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy. Thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm, và chiều rộng này của nó là 3m15 và chiều cao của nó là vào đi là đi. Chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đấy, quạt xanh, lên mã đeo là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng pin, các bác mua về để mùa hè nóng nực mà đề phòng là mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này hoặc là để đâu cũng được. Đấy, số của nó đây, công tắc đây các bác này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó, cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm, và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy, giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá, cắm sạc vào đây cho em. Đấy, quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này.
Đấy thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó sẽ là giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá. Đó. Kéo thủ công. Giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gỉ này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ rẻ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 nhá. 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bác này. 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy. Thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn. Đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều. Dày dẫn hơn rất là nhiều cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá. 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây con này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem. Đây. Những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này. Đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt tức là nó rất là bén luôn các nhá. Rất là bén luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn. Đó. Thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá. Có cái phần đầu khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Kéo khui bia. Kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 65k thôi. 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này. Mở nắp ra này. Mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá. Có xìa như này. Hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy. 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bạn, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hật lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi, hật lên này là xong. Đấy. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị to đẹp như này. Hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250ml. 250ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bác này. Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị. Giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái. Và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm mình làm móc treo, nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25kg luôn nhá. Tới 25kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15kg các, 15kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy đeo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho ba cái, 20.000 cho ba cái móc dán tường như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thớt tre nhá, thớt tre giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây, đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30 và một chiều này của nó sẽ là 24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy, một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn này các bạn. Đấy. Chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy. Chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 3 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá. Thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan con này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé. 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi, 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Willing của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Okay. Thì sẽ có cho các bác là 2 dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là 2 màu nhá. Đấy, cái mẫu con Camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con Camel này thì có màu trắng, màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có 2 màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có 2 màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy.
Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình này. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng này cánh bằng nhôm, và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều, và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm, con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá, rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em, rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em lại tiếp tục về. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách nói nhá. Đấy. Sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Cái này thì nó sẽ có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Giá thì bên em đang bán là 100, đợt này em còn một ít nữa. Đấy, thanh lý nốt cho các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhá, giá sẽ là 80.000. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu, về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Giá này thì giá này là giá rất là mềm rồi, cho nên là không có kèm pin, và các bác lắp pin thì nhớ là lắp đúng chiều cho em, để tránh cái việc là khi các bác lắp vào nó sẽ không nhận nhá. Thì lắp đúng chiều pin cho em là ok thôi. Đó. Cái này bên em bán thì lưu ý các bác là không kèm pin nhá.
đã, nó không có pin đâu, ở nhà các bác tự mua pin thôi. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai phím, một là cái phím nguồn của cả quyển, là nó sẽ là cái phím màu vàng như này. Cái phím vàng này là cái phím nguồn của quyển này, còn cái phím màu xanh này là phím của trang này, thì các bác dùng trang nào nhấn trang đấy này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, nó sẽ có cho các bác là rất nhiều chủ đề khác nhau nhá, rất nhiều chủ đề khác nhau, và có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Đấy, nha. Con ông bác cha. Đấy, tiếng Anh. Tiếng Anh. Father. Đấy. Mother. Uncle. Đấy, chuyển sang tiếng Việt nhá. Tiếng Việt cha. Đấy. Bác sĩ. Có cả âm nhạc này. Câu hỏi này. Có đọc truyện này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái rời biếng và cầu thả. Khi phải kéo sợi thì cô làm thật miễn cưỡng. Đấy, hẹn gặp lại. Đấy, lên mã giúp cho em, đó là sách nói nhá, đang bán 100. Đợt này thanh lý cho bác, giá chỉ còn là sách nói này, 100k này. Giá chỉ còn 80k thôi nhá, 80.000 cho quyển sách nói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái lọ thuốc diệt kiến dán này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình diệt kiến, diệt dán, rồi côn trùng cho em. Nhưng mà đặc biệt là siêu diệt kiến dán nhá, siêu diệt kiến dán. Cái này thì bên em đang bán là 10.000 một lọ, nhưng mà đợt này thì bên em sẽ bán cho các bác là combo nhá. Combo cho các bác sẽ là 20.000 cho 3 lọ như này. Đấy, bên em sẽ bán là 20.000 3 lọ như này nhá. Đó, 20.000 cho 3 lọ như này các bác này. Đấy. Đấy, em sẽ bán là combo là 20.000 3 lọ, em không bán lẻ nữa. Còn các bác nào mua lẻ thì vẫn là 10.000 đi. Còn lại là em sẽ bán theo combo là 20.000 cho 3 lọ như này nhá. Đấy, con này thì chuyên trị diệt kiến diệt dán rất là tốt luôn. 10.000 cho một lọ và mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 20.000. Đấy, chuyên trị kiến dán này. Các bác cứ nhỏ vào những cái đường đi của nó nhá, và những khu vực mà nó trú ẩn. Đấy, nhỏ từ 5-7 giọt này là nó sẽ bị tiêu diệt luôn. Đấy, nó công ra và chết cả đàn luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái hộp thuốc dán này. Hộp thuốc dán đây, nó sẽ là dạng viên như này các bác này. Dạng viên như này. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này, made in Japan này. Về nhà thì các bác có thể để vào trong các cái tủ quần áo này, rồi tủ bếp này. Nói chung là đa di năng các bác để vào đâu cũng được. Đấy, thì con kiến con dán nó sẽ con dán nó sẽ ngửi thấy cái mùi thuốc này là nó sẽ nó sẽ tự chết nhá, tự chết này. Thì con này thì phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn, số 1 của Nhật Bản nhá. Và chức năng của nó thì diệt dán con này, dán trứng dán này, dán mẹ này, rồi tổ dán này. Đấy, đa di năng luôn nhá. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái hộp thuốc dán như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá, hàng thương hiệu Fukku. Giá thì ấm siêu tốc Hàn Quốc, hàng thương hiệu Fukku nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Cầm cho anh cả cái ấm hàn đây. Dung tích ấm hàn 3 lít cả vỏ. Các bác chỉ cần đặt vào này cho em. Đó, sau đó thì mình cho nước vào cho em là xong. Đây. Lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, đây các bác này. Inox 304 hết nhá. Đấy, bên ngoài thì cũng là bằng inox. Đấy, bằng thép, còn bên trong là inox 304 sáng bóng đẹp. Nắp xoáy có khoai này, giữ nhiệt tốt này. Nhiệt độ lúc nào nó cũng vào khoảng là 90 độ C. Và các bác cứ để bên trong cho em. Đấy, khi nào mà mình cần rót thì mình ấn cái nắp này cho em. Đấy, các bác cứ để đây sôi nó tự ngắt, sôi tự ngắt. Còn các bác không thích nữa thì mình bỏ hẳn ra. Lên mã giúp cho em, đó là ấm phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000. Đó, phích đun sôi này. Phích đun sôi 180k là con phích đun sôi nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đây. Ấm siêu tốc của Hàn Quốc, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Fukku. Và con này thì ấm siêu tốc, còn con vừa nãy thì em gọi nó là phích đun sôi nhá. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 130.000 cho một con ấm như này. Đấy, 130k. Đấy, hàng thì bên em đóng gói gửi đi cho các bác là nó sẽ nguyên đai nguyên kiện như này. Đó. Nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng nhá. Đó. Và rất là tiện ích luôn. Đó. Và 130.000 cho một con 130.000 cho một con ấm như này các bác. Đấy, 130k.
hàng cực kỳ chất lượng để phục vụ các bác luôn. Đấy, đấy đế của nó đây các bác này. Công suất của nó sẽ là 1500W, 2,5 lít. Đây. Đấy, 2,5 lít điện 220V. Đây các bác này. Rất là ngon luôn. Bên ngoài thì bằng nhựa, bên trong thì bằng inox 304. Sáng bóng đẹp các bác này. Đó, thấy chưa? Dung tích 2,5 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Công tắc ở đây. Giá chỉ có 130.000 thôi. Ấm siêu tốc Kukku của Hàn Quốc nhá. Đó. Lên thì em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn này. Siêu tốc Hàn. Ấm siêu tốc này. Siêu tốc Hàn Quốc giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy thì con này nó sẽ là một cái ly to như này, dung tích của nó sẽ là 600ml nhá. Đấy, 600ml hàng của Mỹ này, American này. Đó, American hàng của Mỹ cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Và nó sẽ có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox như này, thì cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn, nắp có gioăng nhá. Nắp có gioăng, các bác có thể cho ống hút vào đây mình sử dụng này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Con này các bác dùng để mình ly giữ nhiệt này, các bác dùng để uống bia này, hoặc là mang nước đi chơi, đi làm, đi học đều được hết nhá. Đấy, hoặc các bác có thể bỏ cái nắp này ra, mình dùng trực tiếp như này để mình làm cốc uống bia thì rất là ngon luôn, vừa một lon bia nhá và giữ nhiệt rất là tốt. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một con ly giữ nhiệt như này. Ly giữ nhiệt này. Đó. Ly giữ nhiệt. Giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một em ly giữ nhiệt như này. 60.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo ngày hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi đây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi như này, 30k thôi. Giá này là giá thanh lý luôn. Các bác cứ đưa vào như này là cắt thôi, đưa vào như này là cắt, nó rất là tiện dụng. Ở đây thì nó sẽ là cơ chế xoay bên trong như này, cho nên các bác dùng rất là ngon, không sợ bị đứt. Đó, giá sẽ là 30k nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút dung dịch này. Con này cũng chỉ 30k cho một cái bộ hút dung dịch này thôi. Một cái ống như này và một cái đầu hút như này. Và các bác theo chiều mũi tên này cho em. Chiều mũi tên này sẽ là chiều ra nước này, còn chiều này là chiều hút này. Bóp này cho em là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây sẽ có cho các bác một cái đai như này, 30k nhá. Lên cho em là hút dung dịch, giá sẽ là 30.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ màu cầu vồng nhá. Lên cho em là bộ màu cầu vồng. Bộ này thì rất nhiều chi tiết này. Nó có tới cho các bác là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết như này, tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em nó vui chơi sáng tạo luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng này thôi. Đây, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì, có gọt bút trì, có kéo này, có đồ thủ công đầy đủ cho các bác luôn. Đây, đấy, 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Lên cho em là màu cầu vồng nhá, giá sẽ là 100k thì các bác có thể mua để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Màu cầu vồng giá sẽ là 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái móc khóa này. Móc khóa bằng da bò như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này nhá. Đấy, 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này. Thì cái này rất là tiện dụng này, về nhà các bác có chìa khóa thì các bác đeo vào cho em để nó tránh mất chìa. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Đấy, hàng xịn sò da bò tự nhiên như này. Lên cho em là móc khóa da bò nhá, giá sẽ là 5k. 5.000 cho một cái như này. Đấy, 5.000 cho một cái. Còn bác nào mua số lượng thì bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá là mua lẻ thì sẽ là 5.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 10.000 ba chiếc nhá. 10.000 ba chiếc cho cái móc khóa da bò như này nhá, 10.000 ba cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao ba con này. Thì đầu tiên nó sẽ là con dao gọt như này. Con dao gọt gỗ như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con dao gọt gỗ như này. Đấy, con lên theo là dao gọt gỗ, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho em dao thái gỗ như này, 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là có một con dao chặt gỗ như này. Đấy, con này thì cân nặng của nó thì khoảng 4 lạng. Đấy, khoảng 3 đến 4 lạng. 4 lạng các bạn, rất là đầm tay luôn, chặt cực kỳ là ngon. Hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con như này. 180.000 thôi nhá. Đấy, và các bác lấy combo ba con này thì ba con này là bao nhiêu đấy?
260.000 cho ba con dao như này nhá. Đấy. Nếu các bác lấy combo thì sẽ là 260.000 cho ba con như này. Đấy, còn mua lẻ thì con này sẽ là 180.000. Đấy. Con dao chặt này thì sẽ là 180.000 nhá. 180k con này này. Đấy, còn là ba con thì sẽ là 260k nhá. 260.000 cho ba con. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho bác cho ba con dao như này. Một con chặt, một con gọt, một con thái nhá. Combo ba con dao như này 260.000, em test cho các bác xem luôn. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết này các bác này. Đấy, sắc như nước hết, các bác thấy sợ chưa? Đấy, các bác về dùng cẩn thận kiểu đứt tay nhá. Đấy, con này 40.000, lên cho em là gọt gỗ 40.000 này. Tiếp theo là em thái gỗ này. Sắc như nước luôn các bác này. Đấy. Các bác về thì dùng lưu ý cẩn thận thì em không đứt tay. Đấy. Con này nó sẽ là con thái gỗ này. Đấy, con này chuyên để thái này. Thái này, thái lọc này, 80.000 nhá. Còn con này là con dao chặt này. Con dao chặt cán gỗ như này, ốp điền thân như này. Con này sẽ là 180.000. Đấy, 180.000. Đấy. Thì nếu các bác mua combo thì hai con này đã là 260 rồi và sẽ được tặng kèm thêm con này và bao ship nữa. Đấy, combo ba con thì là coi như là được tặng kèm con này rồi. Ok,